Trấn Thành nói gì khi bị chỉ trích không đến thăm nghệ sĩ Lê Bình? Tối muộn 2 tháng 5, Trấn Thành đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trước đó, anh bị nhiều người trách khi suốt thời gian cố nghệ sĩ bị bệnh, Trấn Thành không đến thăm. Em chưa ghé thăm anh kịp, anh đã vội đi, em xin lỗi. Cuộc đời không ai nói trước điều gì, 2 năm trước anh em mình còn diễn kịch Tết chung, nay lại phải nhận tin buồn. Em nghĩ anh cũng mệt mỏi nhiều rồi, thôi anh yên nghỉ nhé, mọi người ai cũng thương anh rất nhiều. Tuy nhiên dòng trạng thái lại nhận nhiều trách móc của khán giả cho rằng nghệ sĩ Lê Bình nằm viện đã lâu, chứ không phải ngày 1 ngày 2 mà Trấn Thành vẫn chưa vào thăm. Trấn Thành cảm thấy hối tiếc khi không đến thăm Lê Bình lúc nằm viện. Tối muộn ngày 2 tháng 5, Trấn Thành đến viếng nghệ sĩ Lê Bình tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Nam MC lặng lẽ thắp nhang và bày tỏ sự tiếc nuối khi một người nghệ sĩ tận tâm với nghề đột ngột ra đi. Trấn Thành cho biết, dù chỉ được hợp tác cùng nhau một lần, nhưng anh rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Lê Bình. Khi hay tin đồng nghiệp bệnh nặng, Nam MC nghĩ sẽ có nhiều người đến thăm. Sợ làm phiền sự nghỉ ngơi, nghệ sĩ già nên đợi thương người sẽ đến, rồi bận rộn công việc rồi quên mất. Khi hay tin đàn anh mất, Trấn Thành nghĩ mình quá sai vì đã chần chừ để không thể gặp được Lê Bình lần cuối. Nam MC nghẹn ngào viết sổ tang. Cuối cùng cũng một kiếp người, anh đã cống hiến rất nhiều. Và mọi người cũng yêu thương anh rất nhiều, trong đó có em. Anh yên nghỉ nhé, cầu mong cho anh mọi sự thanh thản nơi suối vàng. Nếu có kiếp sau, anh em mình vẫn làm nghệ sĩ anh nhé. Trong cuốn sổ tang, Nam MC viết đầy nghẹn ngào. Trước đó, rất nhiều nghệ sĩ đến viếng và nghẹn ngào ghi sổ tang. Mãi mãi nhớ một người anh hiền hòa và chân chất thương anh, nghệ sĩ Hữu Châu. Hoàng Rapper, con xin tiễn sư phụ về nơi chín suối. Con mong sư phụ yên nghỉ và không còn chịu những đau đớn và buồn khổ nữa. Mọi người luôn yêu và nhớ sư phụ. Trường Giang, thương tiếc tài năng và đức độ của chú nghệ sĩ Lê Bình. Mong chú an lạc. Hình ảnh anh xúc động là chú chó nhỏ được nghệ sĩ Lê Bình nuôi 6 năm nay cũng đeo khăn tang.